Đến hẹn lại lên. Chào mừng 500 anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn anh em đã từng nghe về câu chuyện của một chàng trai làm nghề đánh cá nổi tiếng ở thời nhà Trần, về tài lặn xuống nước đục thuyền giặc nhanh như chớp, khiến những dòng sông trở thành mồ chôn của không biết bao nhiêu quân xâm lược. Đó chính là Yết Kiêu. Nhiều người thường nghĩ rằng ở Việt Nam chỉ có mỗi Yết Kiêu có tài phi thường như vậy, nhưng không. Sau này trong quân đội nhân dân Việt Nam đã có một lực lượng tinh nhuệ, đó là đặc công nước hay còn gọi là người nhái anh em ạ. Các anh được ví như những Yết Kiêu của thời hiện đại. Đặc biệt từ năm 1967 đến năm 1975, có một chú đặc công người nhái đã khiến quân Mỹ ngụy sợ như gà sợ quạ, phải treo thưởng 100.000 đô để lấy đầu ông. Quả xứng danh là con cháu của ông tổ nghề đặc công nước là Yết Kiêu đấy anh em nhỉ. Vậy chú người nhái khiến bọn giặc phải đầu tư lớn và sợ mất cả hồn lẫn vía đó là ai? Ông lợi hại như thế nào mà khiến Mỹ phải sống chết để treo thưởng, lấy đầu ông như vậy? 500 anh em hãy cùng tôi tìm hiểu ngay nhá. À đấy lại quên, muốn sang thì bắt cầu kiều, mà muốn xem video đều ấy thì anh em ấn đăng ký kênh nhá. Anh em thân mến, trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc và giành độc lập dân tộc, bằng trí thông minh, lòng quả cảm, người Việt ta đã dùng nhiều cách đánh sáng tạo, linh hoạt khiến cho quân giặc bất ngờ, kinh sợ phải lui binh. Một trong những cách đánh cho địch phải lên bờ xuống ruộng, đó là việc sử dụng đội quân đặc công nước tinh nhuệ. Những mỹ từ như giái cá biển Đông hay người nhái đều chỉ lực lượng có 102 này. Họ trở thành những mắt xích quan trọng trong thế trận phòng thủ biển đảo Việt Nam. Khác với lực lượng đặc công thường, đặc công nước có khả năng bơi lội siêu cao thủ và tiếp cận mục tiêu bằng đường thủy tuyệt đỉnh. Ngoài ra, các chiến sĩ đặc công cũng được huấn luyện công phu với khả năng chịu áp suất như những chiến sĩ của lực lượng tàu ngầm. Đây là những kỹ năng tối quan trọng để chiến sĩ đặc công có thể thoải mái lặn sâu nhiều chục mét dưới đáy biển mà không phải lo chịu sức ép dẫn đến tổn thương. Chưa hết, những chú lính đặc công nước ngoài việc phải đối phó với địch, đối phó với thiên nhiên thời tiết, còn phải đối phó với nhiều loại thủy quái dưới lòng biển như cá mập, những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ và sinh mạng người lính khi tham gia huấn luyện hay thực chiến. Mà tóm lại, anh em cứ hiểu nôm na là đặc công là những người mà họ ở dưới nước có thể nhanh nhẹn hơn họ lúc ở trên cạn. Từ đó với khả năng xuất quỷ nhập thần của mình, lực lượng đặc công nước ta đã khiến cho bọn giặc tốn không ít công sức, chất xám để nghiên cứu, tìm cách đối phó. Ấy vậy mà trong lịch sử, mỗi khi đặc công xuất hiện, quân địch trở nên bàng hoàng, không thể tin vào những tổn thất mà những người nhái bé nhỏ này có thể gây ra cho chúng. Trong số những đặc công tinh nhuệ của Việt Nam giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1975, thì ông Phạm Xuân Xanh, nguyên đội trưởng đội đặc công nước 170 đã chỉ huy đánh thắng nhiều trận trên mặt trận B4 Quảng Đà, khiến bọn Mỹ ngụy phải trao thưởng 100.000 đô dành cho những người tài giỏi nhất có thể lấy được đầu của ông. Cha cha, không biết ông Xanh này lợi hại như thế nào mà khiến bọn Mỹ ngụy sống chết phải bắt được ông như vậy anh em nhỉ? Thực ra thì ông Xanh cũng như bao bá tính dân thường khác, sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước Quảng Bình, nhưng được cái từ nhỏ ông đã tự trang bị cho mình kỹ năng bơi lội tuyệt đỉnh như kình ngư thế giới, có thể nổi trên mặt sông, mặt biển cả ngày mà chẳng ảnh hưởng gì. Vì thế mà ông được gọi với biệt danh là con giái cá của vùng sông Quảng Bình đó anh em ạ. Nhờ năng khiếu bẩm sinh và chăm chỉ rèn luyện, sau này ông tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao và trường Đại học Hàng hải. Đến năm 1964, ông xuất sắc được tuyển chọn vào trung đoàn 170 Hải quân và huấn luyện tại Tiên Yên, Quảng Ninh. Tiếp đó, ông về nhận nhiệm vụ tại đội 3, đoàn 126 đặc công nước Hải quân để chuẩn bị vào Quảng Bình chiến đấu. Mà các anh em biết rồi đấy, cái tỷ lệ chọi để vào được lực lượng đặc công nước ấy nó còn khó hơn là mình đi thi đại học cơ anh em ạ. Bởi vì đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nên việc tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng, chứ không phải cứ thấy cao to bơi giỏi là chọn bừa vào được đâu, mà phải căn cứ từ lý lịch gia đình, khả năng bơi lội giỏi, sức chịu đựng cao, có kiến thức chuyên sâu về các loại vũ khí, chất nổ, đặc biệt phải chịu được áp suất tương đương với độ sâu từ 10 đến 50 mét trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí khi ngã xuống cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Với những yêu cầu khắt khe như vậy nên mỗi năm chỉ tuyển được từ 20 đến 30 người. Vậy mới nói ông Xanh phải cực kỳ giỏi thì mới có thể lọt vào hàng ngũ tình nguyện đó. Thời đó, ông cùng 59 chiến sĩ người nhái khác xuất quân bằng xe đạp đi từ Quảng Yên, Quảng Ninh vào tới Quảng Bình. Sau hơn 2 tháng ròng rã tăng tốc đi đêm, nghỉ ngày, đoàn đến A Vương, Quảng Nam và chọn núi Tàu, huyện Quế Sơn làm căn cứ để cơ động tác chiến quanh các vùng địch tạm chiếm như Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Duy Xuyên. Nhiệm vụ của đội 170 do ông Xanh chỉ huy là bằng mọi cách phải đánh sập các cầu chiến lược trên đường 1A, đường tỉnh chiến lược từ Huế vào Tam Kỳ, không cho địch có cơ hội vận chuyển người, vũ khí, lương thực chi viện cho các chiến dịch đánh phá ta. Đội này còn có nhiệm vụ quan trọng khác nữa là cùng nhau phá hủy các kho tàng, bến cảng ven sông, tiêu diệt các sĩ quan cấp cao của địch, không cho địch có đường lui. Nhờ có mục tiêu rõ ràng và tay chỉ huy tác chiến rất tài tình của ông Xanh, hàng chục trận đánh bất ngờ, bí mật vào các căn cứ trọng yếu. Chỉ tính riêng từ năm 1966 đến năm 1970, đội 170 đã 5 lần đánh sập cầu và nơi có 2 sư đoàn lính thủy đánh bộ của Mỹ đóng quân bị đánh sập 3 lần, khiến cho địch hết sức hoang mang, lo lắng và đặt câu hỏi liệu có phải Việt Cộng là cá chui từ dưới nước lên hay không? Thậm chí chúng còn hậm hực tuyên bố rằng sẽ thưởng nóng 100.000 đô cho người bắt được
hoặc giết chết Quách Xanh, biệt danh của ông Xanh. Để đáp lời tuyên bố ấy, Phạm Xuân Xanh quyết định đánh cầu giao thủy giữa ban ngày để dạy cho chúng một bài học. Cái tội dám ăn nói hàm hồ, ông và những người cá, đồng đội của mình đã có những tháng ngày chiến đấu oanh liệt, thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm, dưới nước nhanh như những con rái cá. Khi đó, cầu giao thủy được xem là mạch máu giao thông quan trọng của địch, nối Đại Lộc qua miền Tây Duy Xuyên, nơi có hai sư đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ đóng tại đây. Do vị trí cầu ở nơi sung yếu, tiếp giáp với vùng B Đại Lộc là vùng giải phóng của ta nên chúng canh rất cẩn mật, một hạt bụi cũng không thể lọt vào. Tuy vậy, từ những năm 1966 đến 1971, đội 3 đã công nước, sau này là đội 170 đã 3 lần đánh sập cầu. Khi không thể sửa chữa được nữa, Mỹ đành phải bó tay, quyết định bỏ hẳn cây cầu này làm cầu sắt mới cách cầu cũ chừng 100m về phía thượng nguồn. Tại chiến trường Quảng Đà lúc này đang là chiến dịch xuân hè năm 1972, quân ta tiến công các căn cứ, chốt điểm của địch, đánh mạnh vào các cơ quan ngụy quyền, các tổ chức bình định trên hầu hết các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hòa Vang và cả nội thành Đà Nẵng và thu được rất nhiều thắng lợi. Hòa chung với khí thế đó, trong tháng 5 năm 1972, đội 170 do Phạm Xuân Xanh chỉ huy đã quyết định phân công các tổ chiến đấu, tổ chức đánh cầu Thanh Quýt trên quốc lộ 1A đã đánh sập cầu giao thủy trong cùng một đêm. Đây được cho là một quyết định rất táo bạo và liều lĩnh của đội trưởng Xanh, nhưng chiến sĩ nào cũng hồ hởi và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Cuối cùng, nhờ vào bản lĩnh gan dạ và những kinh nghiệm qua nhiều trận chiến ác liệt, các chiến sĩ người Nhái đã đánh sập cầu giao thủy, thậm chí là sập tới lần thứ 3, khiến quân địch mất cả hồn lẫn vía. Chúng có chết cũng không thể ngờ rằng người Nhái của Việt Nam lại giỏi đến thế. Thế nhưng thua đau đớn là vậy, chúng vẫn ngoan cố và không từ bỏ trận địa này. Vì xác định đây là mạch máu nối liền hai vùng chiến thuật của Tân Duy Xuyên và Đại Lộc, nên quân địch quyết định xây ngay lập tức một cây cầu mới, vững chắc hơn. Lúc này mấy ông Mỹ cáu lắm, nhưng không làm gì được. Chúng liền gửi phao cứu trợ cho điều đến một tiểu đoàn công binh ngụy dưới sự chỉ huy của cố vấn Mỹ, khẩn trương xây dựng, hình thành một công trường làm cầu ngổn ngang các loại vật tư, xe tải, xe cẩu, xe chuyên dụng. Lính trắng đi lại xen lẫn với nhóm lính công binh đang làm việc trên mặt cầu, và cả hai bên đầu cầu rất nhộn nhịp, cứ như là hội chợ đây anh em ạ. Thế nhưng chúng có xây đến rời thì các chú đặc công của ta vẫn đánh sập mà thôi. Trước tình thế đó, đội trưởng Phạm Xuân Xanh nghĩ ra một kế hoạch hết sức táo bạo, cần phải đánh bồi một trận bất ngờ giữa lúc địch đang xây cầu. Anh nhanh chóng họp phân đội, nói rõ ý định và động viên các đồng đội suy nghĩ hiên kế. Có người cho rằng đánh giữa ban trưa khi bọn địch chui vào lề bạt, ăn uống, nghỉ ngơi, không đề phòng chú ý. Có người thì lại nêu ý kiến của mình đánh lúc chập choạng tối. Ý kiến nào cũng có lý lẽ, phân tích những thuận lợi và khó khăn. Nhưng cuối cùng, phương án của đội trưởng đưa ra, cả đội đều tán thành, tranh thủ thời cơ lúc thời gian kết thúc đêm canh gác tuần tra bảo vệ cầu và chuẩn bị bắt đầu một ngày triển khai công tác làm cầu của bọn lính công binh. Thời gian này khoảng 1 giờ đồng hồ, từ hơn 5 giờ đến 7 giờ sáng. Quả đúng là con người tài giỏi thì luôn liều lĩnh, táo bạo và bất ngờ. Phải nói ai khóc nỗi đau này. Kế hoạch chiến lược siêu tính toán và thông minh được đội trưởng Xanh đưa ra là tổ chiến đấu có thể xuất phát từ 5 giờ sáng, tiếp cận mục tiêu đặt khối nổ, điểm hỏa rồi rút khỏi mục tiêu khoảng 6 giờ sáng lúc trời chưa sáng tỏ. Đặt kíp hẹn giờ nổ 2 tiếng, như vậy khối nổ sẽ phát hỏa lúc 8 giờ, đúng lúc địch đang tập trung làm việc. Chúng nó sẽ không có thời gian để ý. Phân đội ai nấy đều gật gù tán đồng và trở thành nghị quyết thực hiện. Ai nấy đều tin tưởng phương án táo bạo và bất ngờ này sẽ là yếu tố làm nên chiến thắng, khiến địch trở tay không kịp ngáp. Đội trưởng Xanh nhanh chóng cho họp toàn phân đội và phân công nhiệm vụ. Để gọn nhẹ, cơ động tốt, tổ chiến đấu chỉ cần 2 người, nhưng cả phân đội đều xung phong. Đội trưởng Xanh hoan nghênh tinh thần tự nguyện của mọi người, nhưng trận này chỉ cần 2 đồng chí. Ai chưa được đi lần này thì sẵn sàng nhận nhiệm vụ những trận tiếp theo. Ai cũng có phần của mình cả, không ai tị ai. Trận này 2 đồng chí Hồ Phi Thiện và Giang Hồng Mão trực tiếp tham gia, mang theo khối nổ 40kg C4 và một quả mìn rùa 5 châm. Hai chiến sĩ xuất phát từ địa điểm cách cầu khoảng 1,5km, tính toán lưu tốc nước, thời gian tiếp cận mục tiêu. Thiện và Mão mang theo niềm tin và hy vọng, hơn nữa lại rất tự tin vì mục tiêu không có vật cản rào thép gai. Chỉ cần đảm bảo kỹ thuật tiến hành bí mật tiếp cận mục tiêu, đảm bảo thời gian là ăn chắc phần thắng. Lúc 5 giờ 45 phút ngày 19 tháng 5 năm 1972, vào đúng sinh nhật của Bác Hồ Vĩ Đại, các chiến sĩ của ta lại càng có quyết tâm cao hơn núi. Lúc đó tổ chiến đấu đã vào mục tiêu nhận chìm kíp nổ, áp vào trụ cầu, điểm hỏa rồi rút khỏi mục tiêu lúc 6 giờ kém 5 khi trời chưa sáng tỏ. Nhờ có lòng quả cảm, sự tính toán kỹ lưỡng của các chiến sĩ cùng những chú lính đặc công, đến 7 giờ 15 phút, tiếng nổ ầm vang cả một góc trời, làm trụ cầu gãy đổ, văng cả hai nhịp cùng 32 tên lính công binh và một số máy móc xuống sông. Lúc này người dân đã đi làm trên cánh đồng Quảng Huế phía Đại Lộc và rất nhiều bà con đi làm, đi chợ Mỹ Lược bên phía Duy Xuyên đã kéo về phía cầu với tinh thần hết sức hồ hởi, phấn khởi. Họ bàn tán, kháo nhau. Bọn địch cứ rêu rao Việt Cộng chỉ là thổ phỉ ở trên núi, đói khát, bệnh tật, gầy ốm đến nỗi bảy Việt Cộng đeo không gãy nổi một cọng đu đủ, làm sao mà thắng được quốc gia? Dứa mà hàng trăm tên Mỹ, ngụy bị Việt Cộng đánh chết nhăn răng, chìm dưới sông làm mồi cho cá, lũ còn sống sót sợ mất mật như gà sợ quạ, hết đời quân khoác lác, huênh hoang. Sau trận đánh, Mỹ ngụy vốn cay cú với cách đánh xuất quỷ nhập thần của đặc công nước,
nay nhận thêm một cú trời giáng nữa nên càng cay cú hơn. Chúng lồng lộn như con thú điên, tổ chức lùng sục, kiểm soát gắt gao hơn, hòng tìm cho ra đội trưởng người nhái Bắc Việt Quách Xanh. Tuy nhiên, mọi nỗ lực, kể cả dùng rất nhiều tiền để mua tin về người đội trưởng và chiến sĩ của ông nhưng vẫn phải ngậm ngùi cay đắng vì không thu được kết quả. Không phải cứ có tiền là mua cái gì cũng được đâu. Thay vì đó, món quà vô giá chúng nhận được lại là hàng chục trận đánh của đặc công vào những yếu huyệt và chịu tổn thất nặng nề. Những dòng sông ở Quảng Đà khi đó đã trở thành mồ chôn không biết bao nhiêu tên lính Mỹ ngụy, làm cho tinh thần của chúng nao núng, sợ sệt. Còn bộ đội ta lại được đà thắng thế liên tiếp, giành thắng lợi ở các mặt trận, dù là nước hay trên cạn cũng khiến quân địch không có đường mà rút chạy. Vậy mới nói chẳng có gì làm khó được các chiến sĩ đặc công của chúng ta. Với nhiều chiến công đánh Mỹ vang dội khiến cho Mỹ cút, lực lượng đặc công nước Quảng Đà được tặng hàng chục huân chương quân công, huân chương giải phóng hạng nhất đến hạng 3, 45 cá nhân được tặng huân chương chiến công giải phóng từ hạng nhất đến hạng 3, 60 cá nhân đạt danh hiệu dũng sĩ đánh giao thông. Đặc biệt, trong chiến tranh chống Mỹ, nhà nước đã trân trọng tuyên dương ông Phạm Xuân Xanh, cán bộ đội 3, đội trưởng đội 170 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn miền Nam, bởi ông là người trực tiếp chỉ huy và tham gia chiến đấu 21 trận cùng tập thể đội đánh sập 10 cầu, đánh chìm một pháo hạm Mỹ, 6 hải thuyền ngụy, tiêu diệt hàng trăm tiên địch. Bản thân ông Xanh cũng 7 lần bị thương nhưng vẫn kiên cường bám đơn vị chiến đấu cho đến ngày đất nước thống nhất. Anh em thân mến, những chiến sĩ đặc công người nhái, các anh đã ghi dấu những chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân và dân ta trong thời kỳ chống Mỹ, thống nhất đất nước. Bởi vậy mỗi chúng ta mới thấy, trong chiến tranh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ở trên mọi mặt trận, người lính nào cũng dũng cảm và gan dạ. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho ngày thống nhất toàn thắng của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhiệt tình anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em ở những video lần sau.